Cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2016 năm nay có rất nhiều những đột phá mới, và được thấy rằng là một trong những cái mới nữa của Hoa hậu Việt Nam năm nay đó chính là chú trọng hơn về sức khỏe cho Hoa hậu. Nhãn hiệu Nutrilite của Amway với 80 năm kinh nghiệm sẽ giúp cho Hoa hậu Việt Nam năm nay đẹp hơn, khỏe hơn và tỏa sáng rực rỡ hơn. Nga thấy rất là tự hào vì thương hiệu dinh dưỡng mà cả gia đình mình sử dụng hơn 9 năm qua đã được truyền thông trên nhiều phương tiện thông tin đại chúng. Nhờ đó mà các nhà phân phối cũng tự hào hơn về thương hiệu Nutrilite mình đã lựa chọn phân phối. Và các khách hàng cũng có nhiều thông tin để lựa chọn cho gia đình mình một sản phẩm dinh dưỡng số 1 thế giới. Linh và đội nhóm của mình thường xuyên cập nhật các kênh thông tin truyền thông chính thống của Amway. Thông qua các kênh truyền thông thì các nhà phân phối cũng đã mang được thương hiệu Nutrilite đến với người tiêu dùng Việt Nam. Và chúng tôi mong rằng thông qua chương trình tài trợ lớn lần này thì chúng ta có thể tận dụng tối đa để có thể giúp cho công việc kinh doanh của Amway phát triển trong thời gian tới. Chúng tôi cũng xin trân trọng cảm ơn nhà tài trợ dinh dưỡng, đó là công ty Amway Việt Nam, đã giúp chúng tôi tư vấn và có những giải pháp về mặt dinh dưỡng cho các thí sinh, để các em có thể làm sao mình vẫn rất là vất vả nhưng vẫn rất tươi, rất đẹp. Để được có một tấm vé trong game chung kết, chúng tôi và đội nhóm nỗ lực bám sát mục tiêu, nỗ lực bám sát những chiến lược của công ty đã đề ra, làm sao để nhãn hàng Nutrilite có một sức lan tỏa mạnh mẽ nhất đến với cộng đồng. Lê tin rằng là đây sẽ là một cái cơ hội để cho tất cả anh chị em chúng ta phát triển rất mạnh về kinh doanh và đặc biệt là về dòng dinh dưỡng Nutrilite. Trong chương trình này, công ty sẽ đưa ra 3 gói giải pháp dinh dưỡng cho tất cả các hoa hậu. Thứ nhất đó là gói giải pháp dinh dưỡng nền tảng. Và thứ hai là gói giải pháp dinh dưỡng làm đẹp da. Và thứ ba là gói giải pháp dinh dưỡng cho vóc dáng đẹp. Lê tin rằng là đây sẽ là một cái cú hích rất là lớn để cho tất cả chúng ta cùng nhau phát triển. Và nhân dịp chúng ta là nhà tài trợ dinh dưỡng cho các hoa hậu, chúng ta hãy truyền thông thật là mạnh mẽ đến tất cả 90 triệu người dân Việt Nam về những sản phẩm dinh dưỡng rất là tuyệt vời của Nutrilite, giúp tất cả mọi người không những là có sức khỏe tốt mà lại còn có một cái vẻ đẹp, có một cái thần thái rất là tuyệt vời toát ra từ bên trong. Và Lê chúc tất cả các anh chị thành công. Vâng, hãy cố gắng, nỗ lực và hẹn gặp lại tất cả các anh chị tại đêm chung kết của Hoa hậu Việt Nam năm 2016.